Hai mọi người, em có xả mấy cái bơm nước đây. Bơm này bơm Kawasaki. Con này ba ngựa nha, ba ngựa máy Isaban. Giật được nha, không cứng máy nha. Mọi người, giật được. Giật được. Này là bô. Này là bảo vệ bô. Này xả cho mọi người 550 nha. Cái này 550 không bao ship nha. Về xả bán vậy thôi. Rồi, cái dưới này. Một cái dưới là này là Mitsu mọi người. Con này là con Mitsu 4 ngựa, nó không có chụp giật nha. Xoay được này, lăn được này. Lăn được nha. Máy lăn được. Thiếu chụp giật hơn. Bình xăng còn có ngon á. Này 4 ngựa này. Này là xả cho mọi người 550 luôn hả? 550 luôn. Còn cái bơm này nữa. Con này không biết mấy ngựa, không có bình xăng mọi người. Kéo cái thử xem. Kéo được đây, giật được đây. Đó, máy giật được. Máy giật được. Này 500.000 ha, con này 500. Này 500. Còn con dưới này là con EI 18 này mọi người. Máy lớn EI 18. Này 5 ngựa sao? Họng này là họng 90. Con này xả cho mọi người 750 nha. Con này còn mới lắm. Chụp giật đồ Robin nha. Chụp giật rồi còn đầy đủ nha. Chế rồi còn đầy đủ nha. Về xả bán 7 nha. Con này giật được. Con này giật được cho mọi người. Con này giật được không cứng nha. Con này để cho mọi người 750. Xả nha em xả. Này em quay vậy thôi, giờ tại chắc á, làm biếng lấy ra chụp riêng rồi đó. Ai mua được mua thôi ha. Con này 750. Giá thì em nói hết rồi đấy, ai mua con nào mua nha. Nói chung nó cũng rất là hợp lý chứ không có đắt gì. Rồi chào mọi người nha.